Đầu tiên là cách triển khai và đo lường hiệu quả Facebook Ads. Thì mỗi câu hỏi này thì nó cũng khá là nhiều câu á, nên là mình cứ sản rời nó ngắn gọn thôi ha. Rồi, ok. Thì đối với cái việc mà triển khai đo lường hiệu quả Facebook Ads đó, thì mình đang không biết là các bạn đang muốn đo lường về mặt KPI đúng không? Rồi đo lường để mà tracking các metric. Thật ra cách để mà đo lường á, mình không thể nói trong vòng 1 đến 2 câu có thể nói xong được. Nên là cách tốt nhất là trong khóa học mình sẽ có một cái bộ template để cho mọi người có thể là áp dụng được step by step từ bước 1 cho tới bước 5, làm sao để tracking được các event như thế nào, cho mọi người có thể chạy được quảng cáo và đo lường được hiệu quả của nó. Thì câu trả lời tốt nhất là mình sẽ cho mọi người một cái template trong trong quá trình học ha. Chứ thật ra mình cũng thật là 1 2 câu không thể nào trả lời được hết đâu. Để rồi. OK. Câu hỏi tiếp theo đó là cách áp dụng digital marketing vào thương hiệu mới. Thật ra khi mà mình trải nghiệm cái câu chuyện này khá là gần đây, rất là thấm trong câu chuyện là khi mà mình mở ra Modot ha. Modot thì bên cạnh cái việc triển khai dịch vụ thì tụi mình có build gọi như là retail house, tức là tụi mình sẽ thân ra các product để mà chạy. Thì câu chuyện diễn ra nó như thế này, tức là cách áp dụng đúng không, thì mọi người sẽ phải biết được cái barrier mà khi mọi người đi chạy quảng cáo thông qua tiền của khách hàng, thông qua tiền của thương hiệu á, thì nó gặp một cái vấn đề là mọi người thấy 100 triệu, 1 tỷ nó không có cảm xúc gì hết. Thì tiền thật ra thì không phải tiền của mình. Cái thứ hai là khi mà mình nhận ra được cái điều đó, thì lúc mà mình giờ mình chỉ cầm cầm 10 triệu thôi, làm sao để mà mình bán được đâu đó tầm 20 triệu tiền tiền vớ nha. Tức là thực ra mình đang bán một cái vớ, thì mình bỏ ra 10 triệu, mình thấy ủa sao nó lớn quá, nó lớn còn hơn là 100 triệu ngày xưa mình chạy. Ngày xưa thật ra mình nói là mình chạy 100 triệu là con số rất là bé luôn, ý là kiểu ví dụ như mọi người làm agency, mọi người sẽ thấy là cái tiền lời cho một cái dự án chạy 100 triệu đó, nó không đủ trả tiền lương luôn mọi người, thật không đủ trả tiền lương cho một bạn chạy quảng cáo luôn đó. Đến khi mà mình bỏ ra 10 triệu để mình chạy á, thật ra mình thấy là cái sức nặng đầu tiên là có nha. Khi mà mọi người tự kinh doanh trong một thương hiệu mới thì biết được sức nặng đó, thì mọi người sẽ cần phải làm 2 việc. Đó là không phải là mọi người sẽ tập trung chọn channel nào để mà bán hàng nữa, mà mọi người sẽ phải tập trung vào câu chuyện là làm sao cho một cái sản phẩm đó nó phải là sản phẩm ngách. Và cái thứ hai nữa là nó phải có một unit sample rất là cạnh tranh. Cái thứ ba nữa là việc nếu mà mọi người đã chọn kênh đúng không, thì bên cạnh bây giờ có nhiều kênh để mà mình truyền thông bán hàng đâu đúng không, thì mình sẽ không nói câu chuyện là chọn đúng kênh để bán nữa, mà làm sao mà mọi người có thể khai thác được những kênh đó, có những cái thể khai thác được những cái điểm mạnh của kênh đó để mà mình bán hàng. Thì tóm lại á, cách áp dụng digital marketing mọi người sẽ phải tuân theo 4 chữ B của phía fundamental nhất về marketing, nhưng mà quan trọng nhất mọi người sẽ phải tập trung vào product và triển khai các kênh để mà truyền thông cái sản phẩm đó thông qua 2 kênh ha. Mọi người sẽ phải đương nhiên là không thể thiếu kênh paid ad rồi, nhưng mà cái kênh mà mình sở hữu á, mọi người sẽ phải build rất là tròn, build nó rất là có một cái việc là kể được câu chuyện brand story đằng sau đó. Thật ra mọi người đừng có thấy là marketing nó hàn lâm ha, và mình đã sống trong cái thế giới là kiểu như là chạy số ngày hôm nay ngày mai có phải có kết quả, và nó là câu chuyện rất là ngắn hạn thôi. Nhưng mà câu chuyện làm brand á, mọi người sau này mọi người sẽ thấy là tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho paid ad luôn. Và mọi người cứ tưởng tượng đi, bây giờ mọi người ngày xưa là 1 đồng hồ nhưng mà bán một cái sản phẩm CoolMax á, mọi người la làng lên là mọi người sẽ biết là cái CoolMax đó sẽ rất cạnh tranh so với những sản phẩm khác, cho dù là không thương hiệu luôn, giá rẻ hơn CoolMax luôn, nhưng mà bán không lại CoolMax. Tại vì sao? Tại vì nó có brand. Đó, rất là quan trọng ha. Rồi chú trọng, thật ra nó ngắn gọn thôi là tập trung vào 4 chữ B của marketing là ok. Rồi. OK. Câu hỏi tiếp theo là những công việc của digital marketer. Thì cái phần này thì mình cũng đã nói ở trong buổi rồi ha. Anh nghĩ anh sẽ skip câu này. Yeah. Đây.
cái này là cái quan trọng hơn này. Một chiến dịch marketing gồm có những quy định hoạt động gì và gồm có những vị trí nào được tham gia ạ? Rồi, thì marketing một campaign marketing đúng không? Thì nếu mà xét rồi trong đó thì mọi người sẽ biết rồi. Anh Dương chắc có gì bổ sung thêm giúp em ha. Thì thật ra cái mọi người sẽ phải biết là có một sản phẩm rồi đúng không? Vậy thì ai là người sẽ kể ra các câu chuyện và chuẩn bị các ứng phẩm cho cho các bạn làm branding nó, đúng không? Vậy thì bên cạnh là câu chuyện là agency có thể giúp cho mọi người, thì đó là các phòng ban liên quan về retip của agency ha, về mặt marketing team in house và các phòng ban như in house về mặt là một quản lý về mặt digital chung của trong in house đó, thì cũng sẽ có những cái đơn vị agency support mọi người luôn. Ngoài ra có một cái khâu mà trong marketing mọi người sẽ rất là hay quên mà mọi người cũng gần như là không để ý luôn. Ví dụ như là những cái hoạt động marketing để bán hàng đi, mình nói đơn giản ha, đó là cái khâu quan trọng nhất mà mọi người bỏ quên, đó là khâu CS, tức là customer service. Thật sự luôn, mọi người truyền thông thông điệp rất dữ, chạy quảng cáo rất ghê, vô khách hàng inbox là em ơi tại sao không cái màu này nó không có cái size này, tự nhiên không ai rep hết, tự nhiên mọi người sẽ thấy là ủa tại sao tôi chạy ad quá trời luôn nhưng mà nó lại không ra đơn, tại vì mọi người không có một, ít nhất là có một số trường hợp là khách hàng rất cần được quan tâm về sản phẩm đó nhưng mà không ai chăm sóc hết, mọi người cũng không có một cái chương trình để cho các bạn CF đó có thể chăm sóc được khách hàng trong chiến dịch luôn. Và cái quan trọng nhất nè, brand team và team ví dụ như brand team in house và agency nói ra một thông điệp rất rất ghê, ai cũng hiểu hết, nhưng mà đến khi CS họ không nắm được cái skin, tức là cái chương trình khuyến mại trong đó không có luôn, ý là họ không nhớ luôn á, thì tự nhiên đó nó lạc quẹ, thì trên thì rải thảm dưới rải đinh kiểu vậy. Thì nôm na mọi người sẽ phải hình dung ha, từ câu chuyện truyền thông được cái sản phẩm đó tới cái việc mà đưa được sản phẩm đó về, thì mọi người cũng sẽ phải nhớ là sẽ luôn luôn có một những trong cái phòng ban backdoor để có thể support cho mọi người. Rồi thì chắc nhờ anh Dương bổ sung thêm giúp em về quy trình và cũng như một số phòng ban ở phía anh Dương. Ok, thực ra thì các bạn ơi, một cái chiến dịch marketing á, thì đây Dương sẽ bổ sung trên cái nền tảng của Hiếu mà thôi. Nó nói hầm bà lầm rất là nhiều thứ nhưng thực ra nó cũng chỉ rơi về 4 bước thôi các bạn ha. 4 bước quan trọng nhất ở đây. Đầu tiên là chúng ta phải làm research. Làm research về thị trường, làm research về ngành hàng, làm research về người tiêu dùng. Và cái bộ phận đầu tiên mà liên quan đến research đó là bộ phận research agency. Hoặc là bản thân brand team họ sẽ cần phải làm động thái này, brand team hay là client làm động thái này. Tiếp theo là đến phần phát triển sản phẩm. Phát triển ở đây nó gồm cả 4P luôn các bạn ha. Về mặt pricing, về mặt product, về mặt place bán, về mặt packaging, mà về mặt chương trình promotion, chương trình khuyến mãi các thứ. Thì cái phần product development này thì cũng là brand team và client sẽ làm chính. Tất nhiên sẽ có một cái bộ phận nữa là R&D, tức là phát triển sản phẩm, họ làm cùng với những người ở trong client họ làm luôn. Tuy nhiên với những công ty nhỏ và vừa thì cái người mà chủ doanh nghiệp họ cũng phải tự làm động thái đấy luôn, chứ không cần phải đợi phòng R&D, đúng không? Ví dụ như là bạn Hiếu ở đây, bạn có công ty Modus và bạn ấy bán tất chẳng hạn, thì bạn ấy cũng phải là cái người phát triển cái bộ tất đấy luôn, chứ cũng chả có nhờ ai hết. Đó, thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ phải nhìn vào những cái cách làm mà nó tiết kiệm và nó ít người nhất có thể trong những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, và đặc biệt là cái ngành digital marketing này. Creative thì chúng ta có những cái creative agency và những cái production house mà sẽ làm việc trực tiếp với các bạn, đúng không? Ví dụ như là creative agency họ sẽ nghĩ ra ý tưởng chiến dịch quảng cáo dựa trên cái sản phẩm mà chúng ta đưa cho họ, từ đó thì họ có thể quay phim quảng cáo với cái production house. Và cuối cùng là cái bước là launch thì chúng ta có rất là nhiều cách để launch, nhưng mà cách launch này là kể cả thì chúng ta đang nói về digital marketing mà chúng ta phải nói về launch trên môi trường digital landscape, tức là họ launch ở trên tất cả các bộ phận về các cái channel nhất có thể, TikTok, Facebook, YouTube, thì cái launch digital landscape này nó phải là một digital agency hoặc là in house họ sẽ làm.
In-house thì tức là nội tại trong công ty đó họ có cái phòng để có thể quảng cáo và tung sản phẩm trên môi trường digital. Thì đấy là toàn bộ cái bước, nó chỉ đơn giản vậy thôi các bạn ha. Và khi mà các bạn làm digital marketing là các bạn sẽ bước vào digital agency là trước tiên. Đấy là cái nơi đầu tiên là Dương khuyến khích các bạn bước vào và học hỏi ở đấy nhiều nhất có thể. Xong rồi chúng ta có thể bước đến một cái những cái nơi khác ở trong cái hành trình này. Ok. Điều ơi, câu hỏi tiếp theo sẽ là cách để quảng cáo nổi bật hơn so với đối thủ khác cùng loại hoặc dạng sản phẩm. Đây là một câu hỏi rất hay ha. Thật ra nó là câu chuyện, nó sẽ bắt đầu từ một cái câu hỏi mọi người sẽ hay gặp trong quá trình làm việc luôn. Đó là, ủa sao team team chạy quảng cáo không ra số vậy? Thì mọi người sẽ thường hay trả lời như thế nào ạ? Thì mọi người sẽ phân tích theo một cách logic đúng không? Nhưng mà nó sẽ có một yếu tố, đó là yếu tố retype ha. Thì mình có một câu mà ngày xưa chị Hạnh ở bên phía VinMark có nói á, đó là quảng media sẽ không là gì nếu không có retype. Thì thật ra đối với mình, theo kinh nghiệm mình luôn, như anh Dương cũng làm việc với mình rồi đó, thì 80% thành công của một chiến dịch performance á, nó đến từ retype chứ không phải là một người chạy quảng cáo giỏi ha. Đối với mình, một người chạy quảng cáo giỏi thật ra nó không phải là một yếu tố chính, nhưng mà retype. Vậy thì một cái retype để mà muốn hay á, mọi người sẽ luôn nhớ ha, mình sẽ có hai cái factor, tức là hai cái yếu tố. Ví dụ như mọi người nói là cái bạn này giỏi bởi vì bạn này có những cái ưu điểm này đúng không? Vậy thì quảng cáo cũng thế, nó sẽ có hai cái nhân tố. Một là gì ạ? Một là content, hai là banner đúng không? Vậy thì trong content nó có những cái yếu tố gì trong content nữa? Một là gì? Headline đúng không ạ? Cái thứ hai là gì? Là body text, tức là những cái đoạn mà như diện thì ạ cho một câu. Rồi cái cuối cùng là gì? Nó là call to action. Đúng không? Call to action á, ở trong e-com nó sẽ là mua cái deal hồi black sale 99k này chỉ có hai slot thôi, thì nó rất là formal đúng không? Vậy thì một cái headline, mà vậy thì nó sẽ có những cái dạng headline nào mọi người có thể tối ưu. Thực ra để mà tốt hay không á, mọi người phải test ra rất nhiều kịch bản trong mặt creative, thì mọi người sẽ biết được là con nào tốt đúng không? Đó thì nó sẽ có những cái dạng headline như này. Ví dụ như là những cái headline urgent, ví dụ như là mua ngay đi chỉ còn 5 slot của Lê Dương Bảo Lâm khi mua bột giặt sofa, hay là của Omechi. Ví dụ như là, rồi một cái FOMO là Angela Phương Trinh đã sử dụng cái bột giặt sofa của nhà Masan này. Vậy thì anyway, mọi người có tham gia cái buổi live của Angela Phương Trinh không ạ? Đó thì đó là những cái trigger về mặt size của những cái dạng headline. Rồi ở trong banner, mình sẽ không phải là một cái người biết làm thiết kế quá rành à, nhưng mà mình sẽ biết các yếu tố nào ảnh hưởng vô một cái banner. Ví dụ như là gì, là mọi người sẽ biết các thuật ngữ như là main element, tức là những cái yếu tố chính ở trong một cái hình và cái yếu tố phụ ở trong cái hình đó. Thì anyway, yếu tố chính và yếu tố phụ, ví dụ như là mọi người sẽ hay sử dụng một cái hình người đúng không, một cái hình người để mà đưa ra một cái dẫn chứng là đây là cái service. Kiểu như mọi người nhìn vô cái hình đó, mọi người thấy cái gì to nhất mà nó ấn tượng nhất á, thì mọi người sẽ bị đập ngay đúng không? Thì thường là con người. Ví dụ như anh Dương thường sẽ làm những cái retype về mặt tag, tức là chữ, sẽ đưa ra những cái rất là quyến rũ đối với người dùng luôn đó. Thì sẽ luôn có những cái yếu tố đó trong cái banner, đặc biệt ha là background theme, tức là cái chủ đề của cái background của banner đó. Ví dụ màu vàng, màu xanh, hay là đương nhiên là vẫn follow theo trend guideline rồi, nhưng mà mình, nếu mà trong phạm vi mình có thể testing được, mình có thể testing được rất nhiều màu. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở trong banner đó là gì ạ? Đó là promotion ha. Mình đã từng testing rất nhiều yếu tố kia và mình nhận ra là cái yếu tố promotion ở trong cái banner rất là quan trọng. Mình nói ví dụ như là bây giờ mọi người muốn mua một cái bình uống nước Lock & Lock đi, ai cũng muốn mua và ai cũng có nhu cầu muốn mua một cái bình nước của Lock & Lock. Nhưng mà giờ có hai retype như sau. Một là ok, bây giờ là cái deal của nhà Biu Biu chỉ có 99k thôi, và deal của Ren là 129k mua hai bình, mọi người chọn nào? Đương nhiên là sẽ chọn cái nào giá trị thấp nhất và hữu hiệu nhất và còn ủng hộ được cho KOL là Biu Biu của mình đúng không? Đó thì anyway, tóm lại để mà cải thiện được, chọn ra được những cái retype tốt nhất, thì mọi người sẽ luôn nhận định được hai yếu tố mà mình sẽ cần tập trung mình testing. Mình sẽ testing rất nhiều kịch bản của retype để mà mình chọn ra được một một cái retype ngon. Rồi Ok,
Ok, really nice hiểu ha. Mình chắc là mình sẽ trả lời thêm nốt hai ba câu hỏi nữa thôi. Còn những một số câu hỏi còn lại thì mình sẽ copy text thay ra cho các bạn để các bạn có thể đọc thêm ở nhà ha. Rồi, một câu hỏi rất là hay, một câu hỏi kinh điển của các bạn ha, thì đó là nếu số liệu không phải là thế mạnh của em thì liệu có phù hợp để học digital marketing hay không? Xin mời Hiếu. Rồi, ok. Câu hỏi này thì đúng là trong buổi hôm nay mọi người sẽ có một cái phần lộ trình sự nghiệp nữa, thì mình sẽ đi qua cái phần đó nhanh thôi, tầm 5 phút thì mọi người sẽ biết. Ok, nếu không làm digital thì mọi người, thật ra mọi người có thể làm creative, cụ thể là mọi người ngồi viết content thôi cũng được, mọi người làm banner cũng được, hoặc là cái quan trọng hơn ha, mọi người có thể làm creator. Creator là gì ạ? Là người sáng tạo nội dung video short. Đó là một trong những cái nghề rất là catchy hơn việc dạy của trong trong digital ha mọi người. Rồi rồi, ok, không biết là mình có đi qua thêm câu hỏi nào nữa không anh? Và anh nghĩ là cái câu chuyện về rồi anh nghĩ là cái khó đây, hiện tại mình có kế hoạch phát triển shop bán hàng riêng của mình, nhưng xuất phát từ người trái ngành, không biết giảng viên có lời khuyên nào cho để mình bắt đầu để vận hành digital marketing planning không ạ? Rồi, Câu hỏi rất là ok hay ạ. ha. Rồi, buổi học, cái concept chính của cái khóa học mà mình với anh Dương làm ra đó là practical. Bản thân mình đã cũng phải thực hành như cái câu bạn nói luôn. Bây giờ cái mọi người phải nhận định ra được cái đầu tiên, cái khó khăn của mình nhất là gì, đúng không? Tiền nhập hàng, hay nhập hàng xong nếu bán được là mất vốn, đúng không? Rồi chưa kể là chạy không ra đơn là mất tiền nữa. Rồi bây giờ mình không có đủ nhiều tiền để mình thuê đầy đủ một function như một tip plan, đúng không? Thì đầu tiên về câu chuyện là step đầu tiên mình phải nhận định ra là mình có thể làm được gì ở trong marketing trước. Ví dụ mọi người có thể tự livestream bán hàng được hay không, mọi người có thể tự phát triển sản phẩm đó được hay không. Cái thứ ba quan trọng nhất ha, cái mà có thực mới vượt gạo, mọi người có chạy quảng cáo được hay không. Và cái để mà chạy quảng cáo được thì mọi người phải làm được nội dung. Thì thường á, thường ví dụ như mình ha, mình sẽ là all in one luôn, mình sẽ tự làm hết. Tại vì sao? Tại vì mình đã tốn tiền hàng rồi, mình đã tốn tiền quảng cáo rồi, bây giờ mình lại đẻ ra thêm những cái phòng kia, mình còn phải trả lương chứ, đúng không? Thì mình lại đó, thì cái bước đầu tiên mình phải hoạch định ra một bức tranh tài chính là mình sẽ có bao nhiêu tiền đây để nhập hàng và bao nhiêu tiền để chạy quảng cáo, và mình có thể tự viết content, sáng tạo nội dung video hay không. Rồi ha, cái thứ hai là mọi người, đó là về mặt chi phí, tại vì thường mọi người bắt đầu vào là mọi người đã có được cái bước là biết mình muốn bán sản phẩm gì rồi, cho nên là mình sẽ không đi qua về cái phần research nữa. Cái thứ hai mọi người phải research cái rất là quan trọng ha, competitor đang bán sản phẩm đó và mình cũng đang bán y chang như họ, đặc biệt là các brand lớn, mình có cái gì khác biệt so với họ. Ví dụ như giớ của mình á, thật ra mình nói á, đẹp thì cũng đẹp hơn người ta, độc đáo cũng độc đáo hơn người ta, cũng không rẻ hơn nữa. Vì bây giờ làm gì, mình chỉ đánh vào đúng hai chữ thôi, khử mùi, đúng không? Mình sẽ đưa rất nhiều retip để testing, để road test cho câu chuyện khử mùi đó. Ví dụ như mình cũng đưa ra những cái video challenge là 7 ngày không giặt thì cái tất nó ngửi lên có hôi không, và làm sao để cho người ta biết là có hôi không, thì mình đưa cho, ví dụ như để cho người ta dễ tưởng tượng được cái function đó, mình đưa cho 7 người, mình cho người ta ngửi và nó có hôi không. Rồi về độ dày cũng thế. Anyway, đó thì step đầu tiên mọi người phải hoạch định được tài chính của mình. Cái thứ hai nữa là research về các competitor, mình có những cái unit CMO gì có thể đánh mạnh và focus được nó hay không. Cái thứ ba ha là phải rất hiểu về sàn, chính sách của sàn. Ví dụ Shopee, chiết khấu của sàn Shopee bây giờ rất là cao ha mọi người. Nếu mà bán ít thì không sao, nhưng bán nhiều thì hơi mệt. Rồi cái chính sách hỗ trợ của các sàn thì như mình recommend luôn, năm nay và tới năm sau thì TikTok Shop là một trong những cái nền tảng gần như là sẽ rất là top trending. Bây giờ nó đã đá bay được Lazada ra khỏi bảng xếp hạng rồi ha. Đó, rồi cái này, điều này mọi người không phủ nhận đâu. Bây giờ ngay cả ngày xưa mình rất thích mua hàng trên Shopee, nhưng mà bây giờ mình đã xóa Shopee, mình mua trên TikTok Shop không à. Nó không còn là câu chuyện là bây giờ giá rất rẻ luôn, mà sản phẩm mà mọi người có thể biết được là
Ngày xưa mình cứ nghe câu chuyện là sản phẩm anh dày lắm, bền lắm, khử mùi lắm, nhưng như thế nào là để cho người mua người ta biết, thì TikTok nó cung cấp một nó sẽ đưa ra cái thế mạnh nó luôn là video, mọi người biết như thế nào là hôi, biết như thế nào là khử mùi luôn đó, kiểu kiểu vậy. Thì một cái trải nghiệm mua hàng mà mình rất thích của TikTok Shop đó. Và cái quan trọng ha là về mặt thuế. Nếu mà bạn kinh doanh theo cái việc là mọi người là kinh doanh theo kiểu như là bây giờ, ngày xưa ha, mọi người sẽ thấy kinh doanh online không bị chặt thuế đúng không, nhưng mà cẩn thận ha, bây giờ là thời đại của nói chung là tuân thủ pháp luật thì sẽ được pháp luật bảo vệ. Thì đầu tiên nếu mà bạn tự kinh doanh á, thì bạn phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Thực ra đó là những cái practical nhất luôn á, là mình có thể chia sẻ cho bạn có thể làm. Rồi cái thứ hai nữa là nếu mà kinh doanh theo doanh nghiệp thì phải làm giấy tờ mà công ty. Thiệt. Rồi. Rồi. Mình cũng kinh doanh online thôi. Mọi người mình cũng rất practical nhiều, mình cũng hiểu đó. Rồi ok. Yêu hiểu nhiều ha. À, đấy là toàn bộ câu hỏi của mình trong ngày hôm nay rồi. Thì trước khi là anh gửi cho các bạn cái đường link feedback cái sự kiện hôm nay để nhận được record và slide của hôm nay á, thì Hiếu có muốn chia sẻ gì cho các bạn nữa không? Muốn show slide gì cuối cùng nữa không? Thật ra thì em thấy số lượng cũng trên là nhiều, mà có về cái phần lộ trình sự nghiệp á thì cũng có chat và cũng có detail rồi, thì chắc mình sẽ gửi lại slide cho các bạn có thể follow. Ok, no problem. Ok, rồi thì trước khi kết thúc thì không biết là Hiếu có muốn nói điều gì cuối cùng với các bạn không? Mình hy vọng ha là mọi người, mình có thể gặp lại tất cả mọi người, những người đã ra khỏi mít sớm trong khóa học buổi tới. Mình thì hy vọng là một người có thể truyền lửa cho mọi người có thể bước vô ngành digital này không bị support như cách mình đã truyền lửa cho một số bạn đi từ intern bây giờ trở thành một trong những lính ruột của mình luôn. Một trong những sau này thì mình sẽ sharing về cây này cho các bạn. Bạn ấy học đại học ngoại thương và sinh năm 2K2 ha, là không biết mình sẽ làm gì trong ngành marketing luôn, mặc dù là bạn ấy học học chuyên ngành về marketing đúng không, học rất là hàn lâm về marketing luôn, chuyên ngành luôn, tốt nghiệp cử nhân luôn, không biết làm gì hết. Nhưng mà trước khi ra trường bạn đã có 2 năm kinh nghiệm làm digital marketing cho các corporate, tại vì mình đã dẫn dắt bạn nó đi từ con số 0 lên đó. Thì mình hy vọng là mình không phải là một người có quá nhiều kiến thức và diễn đạt hay, nhưng mà mình sẽ giúp cho mọi người có lựa để đi trong cái ngành này, và đương nhiên mình sẽ không chỉ đây cho mọi người con đường đi đúng đắn, con cách của mình truyền đại cho mọi người cái hướng đi đúng đắn sẽ là mình sẽ chỉ ra những cái challenge mọi người sẽ gặp, mọi người biết, mọi người cần phải biết trước đã. Ok, nó sẽ có những cái câu mà mọi người nghe rất là tổn thương về mặt emotional damage luôn đó, thì mọi người sẽ biết qua hết đó, thì lúc đó mọi người mới biết được là mình nên đi theo con đường đúng đắn như thế nào, theo một cách là loại trừ thôi đúng không, mình sẽ loại trừ đi hết những cái hướng đi xấu, thì đương nhiên nó phải chưa lại con đường tốt nhất đúng không ha. Rồi mình rất mong là sẽ được gặp mọi người trong khóa học, tại vì khóa học của anh Dương build ra thì không có quá mắc và bất cứ ai cũng có thể học được ha. Mình rất hy vọng được gặp mọi người, câu này nói đi 2 lần tại vì đó là thành tâm mình muốn. Rồi cảm ơn mọi người trong buổi ngày hôm nay.